Dạ. Phong Nguyễn, Khánh Nguyễn cùng gia đình xin kính chào quý ông bà cô bác chị kính mến nha. Gia đình mình chào ông bà đi con. Xin chào bà cô bác. Bữa nay hiện tại giác sáng rồi ông bà cô bác ơi. Với tình hình sức khỏe của bé Sâu như thế nào rồi Sâu? Dạ con hết rồi. Con hết rồi hả? Trời ơi con dễ không? Con còn đau không? Không. Không luôn. Ông bà cô bác ơi, bé Sâu bữa nay nó đỡ nhiều lắm bà cô bác. Thì cũng cảm ơn ông bà cô chú anh chị mấy ngày nay cũng thương quan tâm bé Sâu bị té. Thì mấy bữa nay thì bé nó cũng không có bị nhức đầu, thì không có ói, ông bà cô bác thấy cũng mừng dữ lắm luôn á. Chắc nhờ ông bà cô bác thương với cầu nguyện cho bé. Thì bữa nay là gia đình Phong với vợ Phong là cũng có một cái niềm vui của anh chị hai ở anh chị hai của Phong á, là có gửi chút quà để phóng sanh cá ông bà cô bác. Thì trong giấc sáng thì trong gia đình có mẹ Phong với Phong với vợ Phong á với bé Sâu cũng ngồi ở đây. Thì trước nhất là cũng thông báo tình hình của bé Sâu, và bên cạnh nó cũng thông báo về cái quá trình mà để tiến hành phóng sanh cá. Thì cũng nhờ cái người anh á, anh hai bên vợ Phong á, là anh chạy xe ba gác á, để kiếm tiền cho thận ông bà cô bác, để nhờ anh chở ra chợ để có đụng con nào mua con nấy là để phóng sanh về với nước ông bà cô bác. Thì bữa nay mẹ cảm nhận như thế nào mà? Bữa nay là vui và cũng là chú chú hai với lại cô hai nữa. Cá phóng sanh thì nó thấy nó cũng mừng lắm. Và nếu mà phóng sanh được như vậy thì cũng cũng mang cái phước lành tới cho mình nha. Thì thôi bây giờ thì mấy mẹ con của Khánh Phong cũng tranh thủ đi ra để dễ cứu những chú cá mà cô bác. Thì trước nhất thì Phong với anh Khánh với gia đình cũng gửi lời chúc sức khỏe, bình an, may mắn đến tất cả quý khán giả mình đồng quân, và cầu sức khỏe đến anh hai chị hai, đặc biệt là chị hai mấy ngày nay là chị cũng là một người chị mà giúp rất là nhiều hoàn cảnh bên kênh của Phong Nguyễn. Thì chị bị bệnh mấy bữa dài ông bà cô bác, thì bệnh cũng khá là nặng ông bà cô bác ơi. Thì mong ông bà cô bác là cũng thương rồi cũng cầu nguyện cho chị mau có lời sức khỏe để giúp nhiều bà con nữa, và chúc anh hai luôn có nhiều sức khỏe, luôn bình an anh hai ơi. Rồi thôi mình xuất phát không ạ. Thôi mình đi. Chị không đi anh hai? Chị không đi hả? Trước sáng nó đưa cho ngoại đi học trên cây xăng. Dạ. Thôi mình xuất phát anh hai ha. Ủa giờ dưới ốc cuộc lắc bà chị xã có đi không? Có chị. Thôi mình đi anh hai. Ngồi trước đi. Dạ. Ngồi trước hả? Dạ, ngồi đây. Thôi em ngồi đó đi. Dạ thôi được anh hai ơi. À thôi trễ thôi, trễ mình tranh thủ mình đi xong rồi thấy anh này để trễ rồi khá người ta dẹp á, nắng lên đó. Dạ. Thì mẹ Phong với vợ Phong đang ngồi phía sau không các bác, tranh thủ chạy đi giác sáng. Nay anh hai chị hai gửi 10 triệu phóng sanh đó bà cô bác ơi. Tưng dữ mà. Tưng quá hả? Ủa cái mít còn đâu hả? Dạ. À. Chú mình đi xuống cầu Long Khê anh hai ơi. Là bên cầu Bà Đắc bên này nước lớn rồi này. Tóc cảng hả? Hơi mập hơi cảng. Có lục thi hả? Đây là bên cầu Tràm mới chạy qua. Đây là ngã ba Phước Lợi. Tới ngã ba Phước Lợi cô quá. Dạ. Ông bà cô quá. Mình không biết là giác sáng ở chỗ mình người ta bán cá nhiều không anh hai? Không biết nữa. Thấy có bán
bên khu Biên có cá nhiều á. Dạ, ở đâu anh? Qua chợ mới bên Biên á. Chợ mới mà ngay công viên á. Dạ. Đi ngang chợ mới qua bên Biên á thấy người ta bán cá nhiều. Rồi anh hai thấy những cái việc làm của anh hai chị hai mà hôm bữa giờ giúp bà con rồi với phóng sanh rồi quá trời xây được xây cầu làm đường làm nhà đó thấy cho cũng Nguyễn Phong giúp cho ông bà cô bác cũng cảm ơn bà cô bác. Dạ. Cũng mừng. Tôi coi sau nhiều tiếng thấy Nguyễn Phong đi từ thiện lên đài Long An, tôi bữa nào cũng tôi luôn với công việc, cũng cảm ơn ông bà quá. Đây bây giờ vô tới trong chợ Gò Đen là ông bà cô bác ơi. Đi vòng vòng đây người ta bán con quế, người ta bán ít đó anh hai à. Chưa cá. Đó, múc. Dạ. Bán gì vậy á? Dạ. Mới đổ xăng, vớt thêm người chị hai. Chị hai đi chung với anh hai nào mà quá. Đây, chợ Gò Đen. Chợ Gò Đen này là Tết năm nào Phong cũng ra ghi hình bà con bán bông á. Dạ, là đại đó. Dạ. Anh hai nói có lên đài. Có lên đài, anh cho chung vô tiếng thấy đài Long An. Dạ, đài Long An á. Thấy Con không có quẹo đi chợ trong kia hả này? Không, đi thẳng qua bên kia cá nhiều lắm. À, anh hai biết hả? Biên, thẳng qua Biên đó, qua cái cống qua Biên rồi. Chạy vòng có sao được, vô sao? Đây cái cống hả? Đây, ở cống này cũng có mớ anh hai. Đây không biết là những chú cá nào sẽ may mắn được cứu đây. Nay mới giờ này mà trời nắng dữ này ha. Mới bảy mấy à. Ở đây có bán nè. Ở đây thấy cũng có bán nè. Đã làm lầm. Có cá sống không vậy? Có cá sống không? Dạ dạ. Cá lóc nè, lóc luôn nè. Bắt máy đây này. Bà bảo bữa giờ sao không? Có cá sống hơn cảnh. Dạ, có đi đây vậy. Dạ. Có chê hả? Dạ. Lóc này nhiêu ký thêm? À, em phóng sành mà... Lóc mấy nè. Phóng sành mà cho bán giá phải chăng nè thêm. Xe rồi nó kêu liền, mà nó kêu trả lời liền. Ở bên đây con gì? Cái là ta đó. Lương nó nhiêu ký rồi thêm? Lương nó 140 rồi. 140 hả? Vậy lấy con hết đi. Chừa làm nó thôi. 140 được rồi, hôm bữa mua vòng vòng 150. Cá này bự luôn, không sao đâu, cá này khỏe hả?
bệnh mà cái lóc nó lỗi đầu nào mà bự quá. Dạ. Tụi con mua cá là phong sanh là ngẫu nhiên à, chứ không có đặt. Trời ạ. Dạ. Mấy anh chịu con đợt trước con mua lần mười mấy triệu thôi không à, nhưng mà không có đặt cá gì hết. Giống như đi xuống gặp mấy chú cá nào có duyên á, tụi con phong sanh giúp ông anh, mấy ông anh bà chị tụi con. Chứ không có đặt nó còn không có còn ý nghĩa gì nữa. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ dạ. Ông cảm ơn cô nha. Dạ. Cảm ơn cô có lòng hỏi. Tại biết sao ở đây cũng có lâu lâu cũng có cô đó cổ đặt lại cả trăm ký cá chê á. Dạ. Này bỏ bạch hết hả chị? Mới của anh kia về mới lấy nè, cá chê cho con á. Dạ dạ. Cái đó nó rẻ á. Đó mày là tự mình đi mua ha, có duyên rồi ha. Dạ dạ. Bỏ rồi đừng bận gì. Em có mượn chắc mượn cái thùng á. Vô mạnh lắm. Có cái thùng nào không cho con để cho mượn cái thùng này ấy. Cái vô luôn ha. Thôi thôi cái vô này sần lắm. Cái vô này. Thôi cân vô đó tính tiền giúp con. Mẹ muốn bỏ vô bao. Bỏ vô cái bao sống à. Nhưng mượn cái thùng này đi rồi cũng gần đây rồi. Thôi vậy thì chiều đem lại nhà tiếp nha. Dạ dạ. Chờ tính tiền giúp cho con đi thím. Thôi cho mượn cái này đi ra đi vào cái đường. Chị bỏ gì đó luôn đi mấy con. Ít thôi. Nhiều quá giác không nổi à. Giờ tính tiền cho con đi. Phụ phụ muộn đem lên trả nó chứ. Dạ, nhiêu tiền chị? Thêm. Bịch lương này nữa nè. Dạ, 600 ngàn. 600 ngàn ha. Dạ. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đây 600. Rồi cảm ơn chị ha. Nó đi ha. Đi tiếp anh hai ơi. Đây chiến lợi phẩm đầu tiên. Em cầm luôn đi. Hai bà con. Dạ.
chở hả? Giờ chở đâu anh hai? Chồng vô chợ hả? Vòng rồi vòng vòng đây bán cá sáng ngày bán cá nhiều lắm. Này làm như ế quá người ta bán ít lên nè. Rồi à. Bên đây nó ngồi dễ giá dễ giá. Dạ. À, anh chở đồ đi ngang đây để ý. Hôm nay ông quẹo vô cái chợ mới thử có lát mình quẹo vô nè, quẹo vô cái mài sao á. À. Xe con gái chạy được luôn. Nó quay quay vòng vòng cho ông bà cô bác xem thấy cảnh cảnh chợ em. Cá quá trời luôn hả? Tụi con cá nè. Mua hết cả cá rồi. Hết không có rẻ rẻ mới mua anh ha. Lóc nhiêu ký anh? Lóc mình mua phong xanh á, bán rẻ cho em phong xanh đi. Lóc xanh để 50. 50 ha. Vậy cân cân hết cho em đi. À, mấy con này sống khỏe không ạ? À, con nào yếu yếu à với anh ấy hả? À, vậy cân hết cho em đi. Ừ, thì anh lựa mấy con sần. Năm chục. Cái này giống cá đồng quá. Những cái cá này mắc dữ à? Dạ. Không có 50 hả? Ở đây bán cá quá trời. Cá đẳng hả? Dạ, cá này khỏe. Cá này vừa rồi. Hết này nhiêu ký anh? Hết này con nhỏ nhỏ cũng tốt mà. Dạ. Hết này để 60. 60 hả? Giờ cân em luôn đi. Anh này nói đúng giá rồi, không có trả giá không bà cô á. Lấy bọc lớn nè. Lấy bọc lớn. Nè, cảm ơn. Cảm ơn cái mít cô bác nè. Dạ. Lấy cái bọc lớn nè. Chúng chỗ này quá trời đó kìa. Dạ, bán đây mỗi ngày. Thì con chết đó anh. Đấy rồi. Đấy bọc lên. Kệ mấy cho mấy ảnh bên này may mắn. Đi dạ. Gặp mấy chú cá này cũng may mắn gặp được anh chị em phóng sanh. Nè, anh ấy lên anh lựa ra đó, em lấy cái bọc vô em cân đi. Quay sát ở đây cho mấy ông bà thấy nè. Mời cô bác xem. Cá này khỏe, khỏe mạnh rồi. Lấy cái khai kia nè. Lấy cái khai kia ấy. Để anh dớp ra đây. Lấy cái cân vô. Quá trời mạnh nè. Đấy, cá coi con là mạnh nè. Coi ấy, con nào sần bỏ lại. Này bán lâu lắm. Mấy cô bác chạy ngang đây mua chừng người có đang con, hai ba con đổ lại nè. Dạ, đây cỡ 10 giờ là, 10 giờ là nó về. Dạ. Bây giờ có cô bác nào mà mua nhiều vậy không anh? Cũng lâu lâu cũng có mà mua cũng ít. Taxi thì... dạ. Taxi ông, taxi mua 100 mấy con. 100 mấy á. Dạ. Lấy cần quà này. Bữa đó cá nhỏ. Lấy cần quà. Bữa đó cá 10.000 con. Dạ. Bữa mấy anh chị em mua lần có khi mấy chục triệu luôn á. Nhưng mà giống như mua hết chợ, tại chợ mình không đủ, giống như không có đủ cá mua luôn á. Chợ mình lúc này quét mua tầm khoảng là không có dưới 10 triệu là hết rồi, hết chợ. Trầm, dịnh cái bọc. Vừa nghe chuyện con đó đúng rồi, rồi cái cân nhỏ quá mày. Cân này coi chỉ có 5 kg thôi. Bây giờ mày cân bằng cái thay đi. Em lấy cái tay rồi. Con mượn. Mày cân thay, tao lấy cái cân qua. Tao mượn cái cân đi.
hả? Ừ, lấy. Ờ, vậy đi cho nhanh đi anh ơi. Ờ, đúng rồi. Cân nhỏ quá. Dạ, cân nhỏ quá, lâu hết. Để ở đây đi chút xíu, em trừ khay lại nha. Đó, anh này tốt nè. Dạ, dạ. Khay này đi. Kéo cái thùng này ra anh chút. Kéo cái thùng đó ra. Kéo cái thùng này ra. Cái xe này anh tặng cho em luôn được không? Dạ. Em đừng cá. Anh. Anh trai. Dạ. Anh tặng em cái được không? Tại ấy thì có gì hồi em đưa cái khay kia cho. Rồi dạ. Em lấy lại. Tặng cái khay nhỏ nhỏ chút cho cá sống khỏe. Cái khay này với khay đó bằng nhau không? Cân đi thử cái chữ khay lại. Không á, hồi ấy ra xong chữ. Còn anh có mua gọn cá không để cho biết. Dạ. Mua á. Dạ em mua hết luôn. Hết rồi cô ơi. Cảm ơn cô, cảm ơn cô ơi. Còn quả này đúng không? Dạ. Dạ, cảm ơn cô, mời cô. Lâu lâu anh này anh mua bữa luôn. Ăn không còn mấy cô phụ. Bán đi. Còn nè. Còn khờ giống như con không sống á. Giống như con nào không sống á thì bán được. Hả? Ai vớt vớt cái bệnh? Dạ dạ. Cô vớt hả? Dạ. Cảm ơn. Nè nó còn sống nè. Còn sống rồi nó sành thôi. Bộ pha mày làm sao rồi mày đứng làm mình hoài thôi. Cuối cùng là sao? Dạ. Sao vậy? Mày đang làm gì? Thì đâu đó em đưa vô thùng lên cân đó. Ý là giờ đưa lên cân đúng không? À, đưa em bỏ vô đây là đưa cái khay lên cân luôn á. Để em đang lựa ra mà. Lựa cá mạnh ra nè. À. Mấy con này yếu bỏ lên đây. Có mấy con ấy lên đây. Cô có bắt không cô? Để cho ông ba bằng cho cô. Có bắt không? Ba đang đóng tay coi nè. Ba đang đóng tay nãy giờ rồi. À dạ. Coi nãy giờ không có nóng. Rồi lên đây. Lên đây. Rồi lên. Để anh đứng. Bỏ xuống đây cũng được nè. Lên đây đi. Lên đó nó cao. Cao cao quá, giá không cao lắm. Lên nào anh? Lên nè. Lấy cái này ra, lấy mấy cái này ra. Đó, để đi hoàn. Có bao giờ giá nhiều? Có giỏ này giá nhiều rồi qua. Dính luôn. Dạ. Ấy đây 50 à. 50 phải không? 43 đi. Không có, một hồi tính ký lại sao? Coi dòm số ký thôi. 26 hả? 26. Rồi bác để đó đi rồi em ấy. Để lên xe giúp em luôn đi. Nè, khoan. Đổ lại nước rồi giúp em à. Một hồi đang đưa. Đó. Đây. Mang đi. Không nước chưa? Anh cho cái duyên mà. Thì anh tặng mà. Không, lấy cái khay nhỏ đó lên cho anh. À, cho anh sang qua ha. Hết rồi phải không? Vậy là xong rồi phải không? Còn hết không anh? Hết không anh? Dạ phan, để đó hồi hết 5 cân, cái bao đó là nguyên bao đó 5kg. Dạ để không á, để đi con trừ cho không ai nè. Vậy đại là cô mua cá đã để phóng xanh mà. Thôi, rồi anh lấy cái khay nhỏ lên cho anh. Rút cái bông ra, lấy cái thùng nước anh Tứng này. Lấy một thùng nước của anh Tứng. Anh tặng cho mình cái khay nhỏ mà, bên kia bự quá. Bự quá, anh Tôn cũng không tiện. Dạ dạ, để đi. Để con làm cho. Ồ anh này chuyên nghiệp hả? Trời ơi. Phóng dữ à. Dạ, anh chế chế anh thế rồi. Còn mình lấy nước mà. Qua nè xin lấy nước đó đi. Nó lóc này mạnh lắm à. Không chúng mình đi dạ, nữa còn xô đó. Ý là có còn đi xa không? Còn đi xa không? Chạy qua lỡ mua 5 ngàn đá đi.
đó, bỏ vô, trở lạnh. Bỏ nước đá cho trở lạnh. Nó không nóng. Giữ không có ai mà giữ không có, con làm cho, con làm cho để cho cá mạnh cho con phóng sanh cho yên tâm. Anh này có tâm với nghề nè. Để đó hồi trừ cái đó là mát rồi chứ không có cứng rồi. Dạ không, con cá nó vô nó cho nó có ít nước đá vô là nó sẽ mát con cá, nó dịu con cá, nó mát con cá. Rồi, anh tranh thủ anh cầm cái hết đó giúp em luôn đi. Dạ từ từ em đưa lên cho. Bắt hết ra luôn hả ba? Dạ để đi bắt ra. Cái bao đó 5 kg lên tới, chuyện bao đó lên em. Cái bao đó là chưa đổ ra. Ừ, chú Phạm đây ấy luôn cái gì nữa. Dạ, nó lên đây 5 kg á. Này. Nhảy 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 không được nào. Nhảy. Đi nhanh lắm. Đi ơi. Tài đen. Đúng rồi, nó khỏe vậy mới biết con này khỏe nè. Dạ không, tại vì nhưng mày chắc tội. Cái con này ở đây không có dây. Nó ốm ốm không à. Hôm bữa mới gết kia nhảy xuống ao xong bụng, cái bụng nó nổi trình bình lên không có. Mà có cái nếu mà phóng xanh á, lựa ít thon giòn vậy nè, như ít ăn vậy đó. Dạ, còn mà ít bự kia quá nó ấy đó. Là ít đồng anh. Dạ đúng rồi. Em ăn này chứ mặn. Nè đa số là mấy con này nè. Nó nuôi mà dạng như nó nuôi. Nó nuôi nhưng mà ít này á. Ít này là nó già tháng, nó chai hết. Dạ. Nó chai hết, không ít nó mạnh. Nó chai hết, nó không có lớn nữa. Giống mày lớn nổi. Anh có mua tù theo phóng xanh không? Dạ không. Nó xe tù theo không? Ai đem hai xe tù theo đi phóng xanh. Hồi xếp máy 8 hết lớn rồi. Né cho nó coi. Bốn ký mốt, bốn mốt, bốn ký bao nữa còn 4 kg, 9 kg. Nhiều tiền anh tính tiền đi em gửi luôn. Hai mươi sáu này, ba ký sáu rồi, ba ký sáu nãy 26 ký 6, còn 23 ký. Đây đưa bịch đó. Dạ, cảm ơn thầy. Quay quay là cách ấy cá sao cho nó khỏe để muốn ta cô bác biết làm theo. Không có lại phóng sanh thì nói chung giờ bán phóng sanh thì con cũng đâu để cho cá chết được. Không có, để xong đi giờ. À. Dạ đúng rồi. Anh này làm đàng hoàng mà. Ở tính tiền cho em đi anh. Rồi. Ừ. Ba con 50 đó lên, em bán đi. Dạ. Tại chính kia. Bán 5 con này bán để cho con đi. 500 cái đó là cái đó là 10. Một triệu mốt 50. 1 triệu 690. 1 triệu 690 ha. Dạ. Em lấy 1.6 đi. 1.6. À, anh cũng hùng phước 90 ha. Mới cái dạng như cũng bán thì đó cũng có lời nhưng dạ, dạ. Cái lời ít thôi em cũng phụ chút định. 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Dạ. À, cảm ơn anh ạ. À. Cũng như là 23 cái cá lóc, 9 cái ớt. Dạ, dạ. Dạ. Anh thấy anh hai chị hai em mua cá phóng xanh về tốt không anh? Cũng tốt nên mà vậy lâu lâu mới có người lại mua. Dạ. Mua cá phóng xanh thì giờ thấy mua cá phóng xanh thì cũng bán cái giá nó khác. Dạ. Cái giá nó khác, ấy sẵn rồi thôi đưa lên để bán phụ. Anh hai chị hai em chúc anh với mấy anh chị bà con ở chợ Gò Đen mình nhiều sức khỏe nha. Dạ. Dạ dạ. Rồi thôi, cũng lúc thấy anh mấy cô chú phóng xanh làm điều nhiều tốt à. Dạ. Anh dễ thương quá. Anh nhiều. Dạ dạ. Dạ. Em chào anh. Rồi tiếp tục. Cũng vậy luôn ha, khỏe không? Dạ, lúc nào cũng bình an. Dạ, đi mà. Dạ. Rồi đưa này lên tôi bay. Dạ, con mới đưa anh đi rồi. Còn đây về đây ở đâu đâu? Này, rồi uống nước nào ông bà cô bác. Bữa nay đi giá sáng trời nắng có nước uống ngon quá. Đi đáng lẽ là đãi anh chị hai mà anh chị hai còn mua nước đãi lại ngược lên đó. Này cái đường ở đây chắc vô không được quá anh hai. Này văng gà quá trời. Rồi thôi mình nhảy xuống thôi. Xuống nè em. Đây, chợ Gò Đen ở này cũng đông quá. Đông mà không biết có cá mắm gì không mà cô bác. Bỏ xe ở đây đi ha. Ủa anh hai đâu vậy hai? Anh chị mua lương hai, có lương không? Lương nhiêu ký vậy? 250, em lấy hai, em trả lấy 230. Lương còn hả? Cá hôm đó bán mắc, 80 ngàn mắc ghê luôn á. Ủa đây này thích bán cá đâu? Đâu qua coi. Đi đi coi thử. Lương hồi nãy em mua có 100 hình như 150 à. 140 à. Lương về lương bự quá ông luôn luôn. Dạ. Nè. Bán 250 á, em trả là 23. À. À. Có sao nói vậy. Để 230 ha, vậy cho em này đi. Trời ơi. Lương con rồi. Con biết lồng vòng. Dạ. Ủa con cá lồng vòng đó nè. Lồng vòng này nhiêu 1 ký rồi chị? À bán 230 thôi. Thôi ấy em phong xanh 200 đi. Tại vì bán 250 đâu có bớt đâu, cá lồng bán 30 ngàn nữa đó. Tại thả là bớt rồi. Thả là bớt rồi chứ là cái bán giá ăn đâu. Dạ. Chị nói nhiêu 230 hả? 230 thôi. Vậy cân cho em luôn đi. Mấy cái cựng có mua luôn không? Dạ, cái cựng đây nhiêu 1 ký vậy? 100 ngàn hả? Rồi cá đồng khác, cá nuôi khác chị ơi. Chị ơi, có à, đây cá đồng. Để cân cho em luôn đi. Mấy chú cá này có duyên. Có duyên với anh hai, chị hai em. Thì gắn mít cho có tiếng không bà cô bác biết chợ bà cô bác. Thấy gì thấy không gắn vậy? Con này nó tiếng ở trong nè. Không, tiếng trong gì? Con này nó tiếng ở trong lắm. Ở trong á. Quay trong bà cô bác thấy chợ mình bán nhiều thứ em. Này bên chi 8 hả? Chi 8 hả? Chị hao nước hả chị? Này là lần thứ 9 rồi, chi 8 hả? Hôm nay là anh chị phóng xanh là chắc tính bằng hàng gần cả triệu con á. Triệu con cá luôn á. Cá lồng vòng này con tí tí không à. Bịch lương đó em quay kỹ mấy con cá cho mấy anh chị, anh hai chị hai với cô bác xem. Còn lương này nhiêu ký chị?
Lương đó bán bà giá luôn đi. À, 140 phải không? Có gì 140? Chứ không, tại vì nãy em mới mua nè, mới mua thì... Không có, cái đó là em mua rồi, có cái điện lại, không bán cái đó được. Dạ. Em dễ là... Nhỏ thôi, ta bật mấy cái đó. Còn cá lóc đó nhiêu ký chị? Nhỏ này dân dân dân. À, cái lóc thì cái đùi thả nhỏ nè. Cái đó 120 chạy. Đồ ra dù nó mua hết rồi. Bắt mấy con lanh đi. Thôi thôi, cần cá này cho em. Cá lóc bên đây chị bán nhiêu? Có 120, em thả lấy 100. Có mấy ký nha. Đấy đó đồ đồng. Này bán cá đồng không? Cái này là đồng. Chị, chúc chị sức khỏe. Cả fan fan nào ngoài quá. Dạ, mẹ được không? Sát ra đi hả? Gì? Để con nghìn tuổi. Sắp ra đây. Tay ra, cái tay ra. Giờ sát ra đi hết. Chị lấy miếng cá lóc 144.000 luôn. Thả cá lóc bự ra lấy 50.000 ký thôi. Thôi thôi được rồi. Cá lóc nhỏ lấy cái lại 544-540 đi. Là hai cái cá lóc với cá rồng. Cá rồng chị 500 mấy? Là 540 rồi. Lấy trả bên đây nữa cái được không? Tính tỷ ơi, khi anh chị hai ở bên nước ngoài á, dạ. Mua cá phong xanh rồi cô sao? Con nó dạng nấu lắm, cho con nó dạng nấu lắm. Em cảm nghĩ rồi mày. Thôi bây giờ mình. Dạ. Em ăn năm mày mở nha. Con này có nhà. Ủa chị thì quen quá hả? Quen vậy là chị đâu có tính tiền cá. Nó quen mà, cái gì chị cảm vậy mà chị nói. Có nó lắm. Dạ 15.000 cho. Ủa xong chưa mà? Dạ rồi, cái này hồi nãy Miễu tổng nghĩ mà chị nói. Còn cái này. Thôi chị bớt đi mới ấy được. Bên đây là riêng phải không? Dạ riêng đi. Còn bên đó lại cái gạo với cái đồng này. Ở giờ ở bên đây nãy cô ba cái con trình đó sao? Dạ. Con 713 con. 713 hả? Rồi gửi tiền luôn. Cái con này ở bên chị trình. Hả? Dâu chú có quyền. À, quen biết không à, chị lấy vẽ vẽ thôi. Rồi lấy 90.000 đây được chưa? 90 á, rồi, rồi cho nghe luôn đi, tại cá đồng không bà cô bác. Bán 320 lận. Dạ, nhưng mà tại giá nãy đi mua vòng vòng á cũng có giá cả hết trơn. Dạ. Cá nó cũng nhỏ nhỏ, cá nó dạng như chắc nó nuôi bè luôn. Cũng từ từ cũng giống à. Mà thôi gặp có duyên thôi mua. Chị cân nhắc cho em đi cho. Nãy nó cũng nhỏ nhỏ. Để nắng quá cá nó chết á. Cũng vô nhỏ nè. Dạ, chưa gửi tiền chị. Cô dạ, cô dạ. Này bên đây nãy 540 nha. Chị mày gửi chưa mà? Gửi rồi, còn cái cô này nãy nó luôn nãy. Dạ. Cái đó bỏ bệnh em đi, đặng bỏ vô ấy nha. Là bỏ bệnh oxy cho em đi. Dạ. Có nào sống nha chị. À, giờ sống không à? Giờ mà tôi không thấy không? Dạ. Cái đường này nữa. Chị ai bỏ hai việc có thể treo mình đi đâu đây? Ông Nguyên ra
cá nuôi luôn đi, có rẻ luôn cho. Dạ. Cá gì chị? Cá lóc ngoài đó. Cá lóc ngoài hả? Ký 50 hả? Thầy ổn không? Thầy sống nổi không á? Sống. Cá cá mạnh đùng đùng. Cái lồng vậy mà bay ra ngoài luôn đó. Dạ. Em chừng nào nó bay đi, con nào bay ra em lấy con đó. Để gì đùng cho bay. Bạn cân cân giúp cho em dạ, sớm này chị. Bao nhiêu ạ? 42. Em quay vòng vòng chợ cho ông bà cô bác xem ha. Tranh thủ cho em đi chị. Nè, đợt vô có quay chợ ra cô chú đây nè. Đợt rồi, đợt rồi có ra cô chú, cô chú nhớ không? Dạ. Dạ để chút con qua luôn. Dạ. Bán giá phải chăng con mới mua nha. Đợi con này tặng rồi, nó nhảy qua đây. Hả chị? Ê, trời. Rồi chào ba quá trời quá đất rồi. Chị heo nước nôi rồi nghe chị. Chợ mà bữa nay là ngày thường chứ không phải là chủ nhật nữa mà cũng đông. Bà con đi chợ cũng đông. Hôm trước là phòng chia sẻ chợ này cũng nhiều là clip lắm không bà cô bác. Đi Tết bắn bông rồi đông lắm. Mẹ Phong đang mua thơm ở đây. Dạ, cá chê bao nhiêu ký chị? 100 đồng. Trời ơi. Dạ. Tới sáng là người ta bị đuổi luôn. Tới sáng người ta bị đuổi nè. Dạ đúng rồi. Quay sát cái miệng dưới trời không. Thôi tội luôn. Vậy này bán lâu quá thôi chắc em đi luôn quá. Bán nãy giờ 1 tiếng đồng hồ chưa xong. Buồn ý rồi nha. Lại mua mần muốn chết luôn vậy đó. À, lâu quá trời rồi. Để làm kỹ cho cá nó khỏe mạnh chứ. Khỏe không đó. Thả 10 con sống đủ 10 con. Dạ cô anh ạ. Để qua thăm bà cụ này coi bà sao em. Xong rồi kìa. Hết rồi, chị bán hết rồi. Xong rồi kìa, xong rồi kìa tính tiền. Dạ, nhái này nhiêu ký chị? Dầm nhà, chăm đi em lấy hết bao đó luôn. Lấy luôn đi, 50 ngàn ký. Đội 50 ngàn rẻ đâu. Thấy bà cụ thấy tao đẹp. Qua thăm bà cụ. Dạ. À, em mua giúp cho anh chị của em rồi quá trời chút chị phiếu mãi em gì nha. Cái này bị quá cơ thể. Không được mà. Về luôn đi, về luôn đi. Ông chị nói chị cần ấy lắm. Rồi chị
Cân An Giang chỉ nói cân ăn tội, chị không ấy đâu. Đúng rồi. Này bây giờ mấy giờ đây ông bà cô bác? Này nhờ có anh chị mà bây giờ phong quét hết chợ Gò Đen. Có chị bán cá. Luôn này nãy chị nói nhiêu ký? 230. 230 hả? Thôi vậy thôi. Em 200 đó. 200 hả? Ừ, bán vốn luôn. Về. Phải luân động không mà sao mắc gì? Em đi hỏi hết đi. Thêm cũng giống lương bên kia à? Thôi vậy cân cho em luôn đi. Có duyên gặp ta là ông anh bà chị em. Tranh thủ giúp em nha. À, lia lịa luôn. Hết nhiêu ký chị? 60 đi em lấy luôn. Rồi ok chị. Dạ dạ. Không, cá này đâu có sống với sông không chị? Không, cá là cá sông mà. Ngã bụng hết rồi. Mấy con nữa là mấy con có trứng á. Dạ, mấy con này nhiêu ký chị? Rồi, nghi quá, cá này không biết sống sông nổi không? Cá sống hỏi đi. Dạ. À, anh Hai ơi, cô bác cho đồ qua. Cá đó mạnh như con lươn vậy. Mà em thấy dưới sông này đâu có cá này đâu. Dạ, 2 ký 3. Chị ghi lại nha, lấy giấy ghi lại giúp cho em. Anh này đi, cô bác đây cũng thường cũng gửi cho quà anh à. Lấy anh này, đi đâu đây? Mày bán hết rồi em, bán hết nhẹ nhẹ. Đó, đó mà cô bác, hết đây. Hết 50 ngàn, hồi 50 ngàn ký không vậy? Rồi, cắt dây cho em ha. Cá chạch đi. Cá chạch gì ngộ quá, không biết chi sông sống được không á. Cá sống là sống không có chạch đâu. Bán nay lại còn là sáng năm rồi nữa chi. Dạ. Hay gạt chi. Đã mà là đã được đã. Rồi. 1 ký nè. 1 ký ô, 1 ký 2, ký 1, ký 1 gì tính ký. Rồi cảm ơn chị luôn. Cộng dây 100 gì không? Chị thấy anh chị em là làm việc này thấy được không chị? Trời ơi rất tốt, ủng hộ bà con đi, cỡ này chợ bán ế ẩm lắm. Dạ. Thả gì chị em cô bác mừng dữ lắm, thiệt lâu lâu mấy anh em lại ủng hộ giùm. Này bữa nay chị về sớm với chồng con mừng nha. Bữa nay về sớm mừng muốn chết. Ê, chết cho nó nhảy rồi. Đậu bụi lại giúp em đây chị. Thôi vậy chị ấy cá kia luôn đi. Cá kia luôn đi cho. Hết rồi chị ơi. Hết luôn rồi. Thôi chị bố qua rồi. Sao chị không mua bữa nay thấy em mua rồi chị đợi. Chị con ghi giấy chưa? Mấy con thả. Thả con rồi vậy. Mấy con thả ngựa chị lấy ra giúp em đi. Thôi chị coi nào rồi. Chị coi cho có chị giúp chớ mà. Rồi sạch sẽ luôn á. Đó mấy con thả ngựa. Trời trai xanh mẹ đẻ giờ mới mua nhiều á. Mới về sớm được nữa. Hồi nãy ở ngoài nước á chị vậy. Nãy ngoài nước rồi chị không ấy. Đó, chị để về là mới phát hiện được. Nó quay sát sát cho ông bà cô bác xem em. Nè con này thấy tử vong rồi nè. Con này tử vong rồi nè. Nào không lợi là cứ dục ra. Có con này nữa nè. Đây con này nữa nè.
ta còn ê. Sống bằng mình, ta có bầu không ơi? Không, nhưng mà thả xuống chút xíu nó yến rồi chị. Rồi, được chưa? Rồi, ok chị. Rồi, ba này nha. Nó chỉnh, ta chỉnh cho nó là đẹp. Nó chỉnh cho ta dạ. Chị này chị xách qua luôn. Chị này xách qua tại chỗ luôn bà quét. Cá này 20 hả chị? Nhiều ký chị? 100 hả? Cá đồng, cá chè vàng, cá đồng hả? Thôi cân cho em luôn đi. Thấy chị này cũng dễ thương quá bà cô bác. Nãy bán 130 cá đồng á. Thấy vậy chứ bà con bán này cũng cực khổ lắm bà cô bác, chứ cũng khó khăn. Cái này những anh hai chị hai Phong á là mua giúp, vừa phóng sanh vừa giúp cho bà con ở đây nữa. Mẹ giờ mẹ đi cá ấy. Dạ. Dạ để chút em chạy là thắng hả? Còn đấy còn kìa. Rồi. Chị xíu mình lấy cái đó mình thả vô trong kia đi chị hai. Khách chơi nó mạnh lắm. Khách chơi này khách chơi đậu. Dạ. Nhiều ký vậy? Mấy ký? Chưa cân ha. Dạ. Chê này nó mạnh còn hơn nhiều. Trời ơi nước nha, chị heo nước giúp cho em nha. Trời quá trời. Chị heo đi, nhắc cho nó đi chết thì sao? Chảy vậy. Rồi, 2.4 kg tính 2 ký. Đâu ứng. Đâu có, nước không kìa. Không à. Nước không à. Ủa cho vô miếng nước. Đang cho thủ 3 tí. Trời ơi. 2.4 kg mà cân thành 3 ký không bà cô bác, thấy quá trời không bà. Bà con chợ mình sụp quá trời quá đất rồi. Này để lên còn 3 ký mấy luôn. Ừ, này để lên còn 3 ký mấy luôn. Đó là 2.4 kg là tính 2 ký à, tại vì nước không à. Dạ. Dạ chị. Gì chị? Nhái. À, để chúng qua coi coi làm sao. À, để chúng em qua nghiên cứu. Em rồi, em hút được rồi chị kêu em vậy chết em luôn á. Trả tiền chị hả? Không để chúng qua bạn. Này 4 ký rưỡi. 4 ký rưỡi 5 có bỏ hết hả chú? Luôn là ngồi tính tiền là biết bà chủ rồi. Nè coi cái em mượn cái số tiền nè. Tiền lẻ không à? Không mà con bán xe mà bán giờ tiền lẻ không à? Mà bây giờ chỉ thu tiền vô anh hai chị hai là rồi dở tiền chẳng không à? Ý nghĩ phải cảm ơn rồi mày, cảm ơn mấy cô, mấy chị, mấy em đâu. Không rồi. Này có chịu chị về có tên Hồ Nguyễn nha chị. Ủng hộ Nguyễn hả? Dạ. Ông Nguyễn hả? Dạ. Em đang ở chợ với Gò Đen mình nhiều lắm á. Dạ. Chúc nhớ bỏ mấy kia cho em nha. Bớt nước gì đặc biệt đó nó bớt. Cái nào mà nước gì đặc biệt đó đem đi. Đưa nó bớt. Gọi là bà. Lương bự như qua này. Yếu à. Tính hồi nãy chị tính 2 ký đó. Chết luôn á. Nãy nói 2 ký 3 giờ cái tính 2 ký. Nói chuyện nhỏ nhỏ xíu đi. Cái gì cũng phải có văn hóa chút xíu. Để nó lên cái chợ Gò Đen. Để đăng lên chợ Gò Đen rồi cô bác nói dân chợ cá dữ quá.
trời ơi. Đây nè, bà cô bé. Đợi đợi đi, đi muốn la gì la. Bà bán ngồi ngoài nắng quá trời luôn kìa. Hả? Bà bán ngồi ngoài nắng quá trời. Để cho con về thăm bà. Dạ. Em về em tính kỹ lắm đó. 7-13 thấy chị luôn mà. Ba. Không biết này sẽ lừng đầu quá trời mà quá. Bữa giác bê tông không? Dạ. Nhiều quá em không có tiền trả đâu đó. Cho thiếu luôn. Cho thiếu luôn. Thiếu rồi chị đâu biết nhà em thôi đâu. Kệ, có lòng rồi lại trả, không lòng rồi thôi kệ đi. Thì là cho thiếu luôn rồi nếu mà tới trả thì chỉ mừng, không tới trả thì thôi, coi như là gia đình chị nhịn đói từng. Ta ăn mình khỏi ăn. Dạ vô lấy đi. Nè lấy bà đi con. Ba giỏi quá. Ba chàm. Rồi bớt 45.000 đi cho nó dễ vậy chứ. 2.200.000 đúng không chị? 240.000 con ơi. Bớt hoài chết cái đời gì đâu. Chị đứng lên nhận tiền đi chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 2.240.000. 240.000. Dạ. Dạ đúng rồi. Đây bữa nay chị có quà. Chị tặng cá ngọt về kho tiêu ông bà cô bác. Cảm ơn chị nha. Anh hai chị tặng cá ngọt về kho tiêu anh hai ơi. Có lý rồi, có lý rồi. Cảm ơn chị nhiều nha. Cho mượn 20 dân ơi, thiếu rồi. Trời ơi. Rồi cảm ơn chị nha. Để cho muốn trả hết vậy. Biết tôi không? Hả? Dạ. Biết tôi không? Em thấy quen quen mà em không biết thiệt. Vậy nói thiệt nó hơi lụ quá. Cho nó ghét rồi. Rồi, xuống bánh rồi. Cho hết luôn. Cho hết luôn. Trời ơi, điều này ấy con còn nó chút rồi tỉnh tỉnh thả luôn. Rồi bữa nay là gia đình Phong là có một ngày ăn cơm không tốn tiền nữa. Cái này cũng cả ký mấy rồi chị. Chạy đi. Rồi cảm ơn chị. Trời mừng lắm. Lâu lâu mới được làm. Dạ. Dạ cảm ơn ha. Thì cũng cảm ơn anh chị hai em đi. Chị hả? Đeo đây hả? Không biết cái vụ này. Cảm ơn chị, cảm ơn anh chị hai em. Dạ cảm ơn anh chị hai đã ủng hộ mấy chị em bán cá ở chợ Gò Đen. Dạ. Cảm ơn mấy anh chị rất nhiều. Em cũng cảm ơn chị gửi bịch cá. Dạ. Cá ngọt. Cá à, ngọt cũng chúc anh chị hai nhiều sức khỏe. Dạ. Với làm ăn phát đạt, đặng ủng hộ bà con ở đây. Cỡ này chợ bán buôn ế ẩm lắm, được anh chị ủng hộ là chị em ở đây mừng lắm. Dạ, chúc chị cảm ơn anh chị nhiều. Anh chị hai em gửi lời sức khỏe chị, gia đình. Dạ. Bà con ở đây. Dạ, 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 em rồi. Cảm ơn mấy anh chị đây luôn. Dạ, ha. Em chào chị, em cảm ơn bịch cá to lớn của chị. Có bịch cá không? Bịch cá. Ơi, nay được về sớm rồi. Dạ. Rồi, chào chị. Dạ. Đi đi qua kia. Có hãng sắt đó, nó đang bán chọc á, cái hãng sắt cũng đúng á. Dạ, theo bà. Là bà bán rồi. Bà bán gì quá trời vậy bà? Dạ. Bà bán gì dữ vậy? Dạ. Trời ơi, bà bán hết này nhiêu tiền? Hết nhiêu hả? Đâu trả nhiêu trả. Trả nhiêu trả ông ngoại? Ừ. Ông ngoại hay bán đây không? Hả? Ông ngoại hay bán đây không? Không, em thấy bà hay bán đây nè. Bà hay bán đây hả? Ừ. Rồi. Trả gì trả nè. Bà ngoại thu xếp về sớm, nắng nắng nôi. Bị cái này ở trong chùa.
Có mẹ của cô không? Cái bà bán mua quay, bà ngoại ngước gương mặt lên cho ông bà cô bác thấy, biết đâu mốt có cô bác đầu tư rồi con tới thăm ngoại nha. Thì trong cái số tiền phóng sanh cá của anh hai chị hai Phong á, thì Phong cũng xin chích 200 để gửi tặng cho ngoại ha. Như vậy? Không, anh hai chị hai gửi tặng ngoại uống sữa. Đi mua nhang đi. Thì em mua nhang hả? Dạ. Bà ngoại không chịu lấy tiền cũng. Sao ngoại không chịu lấy tiền? Đi con giàu lắm đó. Trời, bà ngoại giàu lắm hả? Không. Ôi. Bà ngoại bán con giàu mà giàu phải không à. Mấy... Dạ, thôi bà ngoại lấy 500 gì đừng lấy cả. Bà ngoại không chịu lấy tiền luôn. Thôi giờ lấy nhang đi. Bác bao nhiêu dạ. Nhang này của bà hả? Bà bán dạ. Đúng mà, bà nhiêu tiền chúng có lấy, chúng nó con đi mua nhang nha mẹ. Dạ dạ, dạ tụi con mẹ lấy nhang không ạ? Ừ. Không bà. Một bó này hết nhiêu vậy? Không biết. Thôi. Vậy bà con nhiêu chúng có lấy. Rồi hết mấy bó nhang con gửi ra ngoài 300 đi. Không có lấy. Rồi gửi tiền ngoài. Ở ngoài. Con mua nhang được thôi. Ừ, được con. Vậy này nhiêu tiền ngoài? Vậy con mua cái này nha. Ờ, vậy lấy luôn ra đi mà. Ủng hộ lại đi. Bà mua mời đó. Bà nhiêu nhiêu chú không biết mà chú không có lấy. Thôi. Trời ơi, con lon hộp sữa anh xua ngoài cũng bán luôn cái gì ngoài. Cái này mình lo cho phù hợp, cậu biết dạ, không? Dạ, dạ. Chùa chùa mà. Còn nếu mà mình lấy tiền nữa mình sẽ bị bệnh. À. Cái trao mắc trở lên nữa đó. Rồi cái này nhiêu ngoài? Không biết. Thôi vậy con gửi bà ngoại 300. Dạ. Dạ, dạ. Bà mua chú không hả? Dạ. Dạ. Rồi mấy cô ăn vô đi. Cảm ơn nhà. Không biết không? Trời ơi, tám tiếng thùng của nhà. Vì bà ngoại con mua ủng hộ bà ngoại không có lấy tiền gì. Gửi về chùa. Gửi chùa hả bà? Nhưng giờ cậu lấy cái này đi. Lấy mấy này hả ngoại? Ờ, lấy hết đi. Lấy hết hả? Không. Mấy ai rồi, lấy hết đi. Thôi anh hai chị hai con gửi ngoài 200 đi. Đâu phải của bà bán đâu mà mình lấy. Ngoại. Dám mua mà gửi lên chùa. Gửi ngoài 200 đi. Để cho anh hai chị hai gửi ngoài uống sữa. Lấy hết phải không? Dạ. Lấy hết phải không? Thôi vậy lấy hết đi cho ngoại về đi. Giờ ngoại giữ tiền đi để mà công không lấy mà ngoại không chịu lấy tiền. Này. Dạ. Rồi cậu lấy gì nói lấy gì. Chứ bà ngoại ngồi ở đây bà ngoại không ấy mà. Dạ bệnh nha. Rồi thôi để. Còn lấy mình đi. Món người món đại chứ không biết nhiêu. Thôi bà ngoại. Thôi vậy con đi nha bà ngoại uống sữa nha. Thôi đi đi đi. Bà ngoại gói đồ. Dạ. Hết nhiêu ký vậy chị? À. Cái này đâu của mình á. Để lại em chăm ha. Chăm đi em cân luôn. Mấy anh em đi bắt rồi muốn chờ lại em để vốn lại cho hai chị đâu rồi. Dạ. Em không xanh nên em để vốn lại cho. Dạ, thôi vậy cân cho em luôn đi. Lấy cái lưới này cân luôn đi chị, để xe em cái bao tại cái lưới tốn đi bắt rồi. Không mua đâu con. Đó con cua biển rồi đâu không xanh được. Trời ơi, chị kêu cắt dây thả cua cầm. Thôi. Bà chị này. Dạ chị hai. 2 ký tính 2 ký được rồi, nước không ạ? 3 ký 2. Không có cái nãy á. Từ gì 4 lạng chưa? Ờ nước không, một bịch nước không ạ? Tính 3 ký 2 tính 3 ký thôi chứ thì cũng mèo không có. Dạ. 2 ký 2 trăm 2 trăm 2 là nhiêu tiền nhỉ? 2 trăm 6.
360 với 220 hả? 558. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi thôi em 20 ha. Thì đưa em 100 đi có là có 80 nè. Có 80 nè chị. Đi đây mà. Dạ. Gì anh? Dạ. Có lắp chiếc cái bông cảnh. Lương này nhiêu ký vậy? Chị đấy 150 thôi. 150 thôi. Cân cho em luôn đi. Còn cá lóc này nhiêu vậy? Cá lóc là 80 đi em. 80 hả? Bông xanh là chút bớt cho em nha. Con thì con thả tốt nó nhiều con nữa. Dạ. Nhiêu ký vậy? Có bông 280. 280 bớt cho em đi. Em nói thiệt em lời được có 10.000. Nó là thả ok nha, chứ là chú nó kêu liền vậy. Tất nhiên nó hết đi. Đấy nó mặn lên rồi, mặn ngộ quá. Cá này thả xong là nó lội bơi bơi. 88 hả? Dạ. Thôi vậy con cho em đi. Dạ. Cái hai nãy nói đâu? Cái này ông chỉ đây nè. Ông già không? Không, không phải, không phải. Dạ. Trước kia là sẽ luôn lỗi. Hôm nay mình đi xả này ông xe chồng ra. Đi đi. Dạ dạ. Mấy cái gỗ kia. Không, không được nè, cái này được. Không. Dạ. Cho miếng nước vô qua chị. Ê, có một con nó cứu giúp em nha. Con nó không bỏ vô là em không có anh chị em không ấy. Trời ơi, bỏ vô bịch lũng nữa. Trời ơi, bán buôn sao giờ bịch lũng hết trơn rồi. Dạ. Nên kêu bán còn cái gì mà rồi ăn chay thì nước luôn. 2 kg 1. Thôi được chứ. 2 kg 21 có lắm. Dạ, nhiều à? Cá nó sần quá, sần quá. Dạ, ha thôi. Cái không ơi. Dạ. Cái này của em là 370 mấy nhờ, lấy 370 thôi. 370 hả? Giờ thắng ở đầu hả chị? Cho em dặn cho. Dạ chị. Thôi em 30 đi. Giờ đi lên đầu lên lên. Của chị nhiêu? Cái 2 kg 2 lương, 2 kg thì nó 300. 330 tiền lương, cái chiên 170 tiền cá lóc. Nãy nhiêu tiền? 330 với 170 500 chẳng. Không bớt miếng nào à? Chị ba bán không có lời lại có 10.000 ký à. 1, 2, 3, 4, 5. Của anh 22 em mua đó. Ờ đúng rồi, cái này mua hoài nè. Hả? Anh 22 em á? Dạ biết anh 22. Dạ. Ủa hôm qua phải đi sớm, hôm qua có. Ôi trời em đi tùy duyên rồi chứ đâu có ấy được. Cái này là đi tùy duyên. Dạ thôi đi chào anh chị, hai chị, chúc hai chị sức khỏe nha. Sắp hết tiền rồi ông bà cô bác ơi. Dạ dạ, chúc dòng anh hai dòng xe qua bển này. Dạ.
anh hai chở bên kia đi anh hai. Dạ. Đi trước em, đi trước quay lại em. Oh, chào cô. Chúc cô sức khỏe. Dạ. Con Út. Dạ dạ. Dạ. Anh hai là chỉ điểm. Nhớ em không? Cá lóc nhiêu ký chị? Bữa mới mua chị nhớ không? Chị đâu có nhớ đâu. Chị quên luôn rồi. Chị bán con chợ cũ. Bữa mua hết chị á, chị nhớ không? Này có lóc nhiêu ký chị? Dạ. 70 hả? Thôi cân hết cho em đi. Đừng có quay chị đang cầu ra cầu cá em. Trời ơi, nhìn chị em còn nhớ mà chị không nhớ tụi em gì hết trơn. Nhìn anh này mới nhớ nè, nhìn anh em. Hôm bữa em cũng mặc áo trắng đó. Trời ơi. Nào mà. Giống làm dồ quay hình quá. Dạ, lấy đi chị. Lấy em một con vừa vừa thôi chị. Đầu nghe khỏi chị này kêu bán con cá đập đầu mà không có mặn. Không, tại vì em nướng. Nướng hả? Dạ. À. Đó, đó. Lương này nhiêu ký vậy? 150 hả? À, 150 là đúng giá. Nhà nắng không ạ? Này đi chợ vui quá không ạ? Vui, tranh thủ để lớp mình thả cho nó. Dạ. Này tranh thủ dắt sáng là thả luôn à. Chứ để nó nắng lên. Mua ở đây xong rồi này mình đi được rồi đó con. Đây nữa là cũng hết luôn, hết chợ với hết tiền luôn. Vừa kịp luôn á ông mày quá. Thằng cái ông em thùng mốt luôn hả? Ê, trời ơi nó nhảy đầy đầu hết trơn luôn rồi. Quá trời quá đất rồi. Trời ơi nó nhảy. Trời ơi tùm lum luôn. Quay sát đây nè, sát đây cho ông bà cô bác. Quá trời nó nhảy nè. Con nào trong đó ấy rồi, con nào nhảy ngoài là không có tính tiền nha. Quá trời. Chỉ tính là bỏ lên cái lỗ thành công. Chỉ chuyên nghiệp, chỉ chuyên nghiệp là chỉ làm được mà. Đây đây để anh lụm vô. Mấy coi có đủ tiền không chị? Đủ tiền chứ. Mới mà. Ồ mấy chai rô đó có bị sự cố rồi. Bên chị bán cũng nhiều. Em bán nhiều bạn cái đẹp. 70.000. 70.000 à cô.
Trời, mấy cá lóc này đúng khỏe luôn á. Này cái mạnh quá mà. Nhảy quá trời nhảy. Đây cầu, cầu cho những chú cá này được phóng sanh, cũng cầu cho gia đình anh hai chị hai có nhiều sức khỏe. Chú quay đi không sao đâu, anh nói nó thâu tiếng rồi không sao đâu. Cho anh hai chị hai sức khỏe dồi dào để giúp cho bà con khó khăn nữa. Dạ, hết nhiêu ký chị? Hết này cũng khỏe nè. 60 hả? Này bắt đầu là từ này à. Dạ, lấy cho em luôn đi. Cắt về ra, cắt về cho em ha. Còn giống bao đó kìa. Bây giờ bà lo cắn này cho đổ thùng cho người ta trước đi để quá yếu. Quá trời nó nhảy rồi. Trời ơi, cô này chửi quá trời ơi. Cô này chửi quá trời ơi. Chửi rồi cô. Cô này dạ. Mua gì chị? Trời ơi, em không xanh, không xanh cá. Thôi em chạy đi, không biết chừng nào về nữa. Em Phong Nguyễn, em chia sẻ một vòng này. Dạ dạ, cảm ơn chị. Chúc chị sức khỏe, chụp với chị tấm hình này em. Rồi về chị xem nha, có clip trên đây. Em cũng thay mặt anh hai chị hai em chúc chị sức khỏe, gia đình sức khỏe nha. Dạ dạ, cảm ơn chị. Minh Tân rồi đó. Dạ. Ủa chị không có thùng bận hả? Đựng này nó không chuẩn bị cân, chưa cân mà cân xong mới đổ ra. Dạ, giá dưới mạnh lắm luôn, tụi nó dốt mỗi dưới trong sau này lên đây vậy không biết. Dạ, đi nhiều chỗ mà. Phải thoát ẩn, thoát hiện. Vậy, có duyên mới được quá. Dạ, đúng rồi, có duyên mới được. Chứ đâu có thông báo gì, báo trước là mất duyên hết. Mất duyên đúng rồi. Nghe ông thầy phát quà vậy hả? Dạ. Phóng sanh là cái gì ra mua. Dạ, đúng rồi. Có báo rồi, hay tôi đi mua cá nha. Báo một cái bà con mua cá quá trời chết luôn rồi. Dạ, mua ít từ nghiệp bà con. Dạ. Mạnh lắm, bao cân luôn mà. Dạ. Để cho mấy con mày đừng bao. Ủa con mấy con cho rù thôi ấy. Mạnh lắm, cân. Cân cũng lên cân cho tao tiền đi mẹ bán thôi. Nhỏ gái bán chưa mua mà. Dạ. Mạnh lắm. Dạ, con cũng mạnh mà. Bao nhiêu cơ? Cũng 70 hả? Mày cho nó 75 đi, cho tao chê. Thôi, thôi. Con nói này giá trùng rồi. Thôi kể đi. Dạ, vậy cân cho con đi. Lấy lấy giùm. Thôi, thôi thôi được rồi. Được rồi chị. Giờ không có tiền trả nè. Nhà đồ hoài luôn rồi. Dạ đảo vô luôn. Giờ tính tiền cho em đi chị. Hãy chúc bỏ ra để cho nó sống. Rồi, đẹp. 8 kg. Rồi đổ đâu, em đi đổ liền hả? Nè, cô đưa sách lời kia giúp con đi. Đâu? Sách lời kia rồi lời tính tiền con. Sách luôn. Không, cho cái thùng mà, cho cái thùng máy mà. Dạ, đây. Đổ cho đổ cho đi đổ nè, giờ đổ đẳng nè. Dạ. Lấy nước đó đổ vô đi. Dạ. Đổ vô mấy cái thau này hả? Đổ vô đây hả? Dạ. Của cô. Dạ.
8 kg 7856. Ok. Tính 500 hả con? 1 2 3 4 500. 550. Cô bớt 10.000 ha. Dạ. Cảm ơn. Rồi, chúc con sức khỏe. Dạ, cảm ơn chân nha. Dạ, này là của anh hai chị hai con phóng sanh. Dạ. Dạ. Rồi, đổ liền, nói liền đi đúng không? Hết chị đem tính tiền. Rồi, chị đem tính tiền. Rồi, quay cho ông bà cô bác xem em. Gì cô? Nó nhảy đâu? Trời, nó nhảy vào ngoài anh con nữa. Nước đâu? Đổ ra luôn, nó chạy nó khờ, chút nó không còn một con. Đổ ra cho có nước á chị hai. Có cái thùng nước kìa. Dạ. Mấy ngày cái tôi không đổ ra luôn. Có nước, nước không chị? Đây đây. Đâu chị, nước sạch sạch chút chị. Ấy giờ cái ấy giờ thùng mót đi chị hai em lấy nước ông chế vô à. Nước. Dạ. Rồi chạy bỏ cái này lên cho nó rồi cái này nè, đổ rồi. Vô luôn nè, chạy đến chút nó thào luôn á, rồi mình bỏ nó bỏ lên đây. Rồi thôi qua tính tiền chị đi. Rồi cảm ơn cô nha. Rồi chúc chị cô sức khỏe. Mạnh khỏe chạy đi. Dạ. Lâu lâu từng con gái hai lần. Một triệu 986.000 bớt không chị? Bớt 6.000 à? Đã hết, hôm nay là bớt rồi đó. Dạ, một triệu 10.000 một triệu 980.000 ha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, hai, ba, bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín, hai mươi. Chị đếm lại đi, đếm lại cho nó chính xác đi ha. Ký 80 cân hết mẹ nó luôn rồi đây. Không được thì nó ra. Rồi, chúc chị sức khỏe ha. Chị cũng cảm ơn anh chị hai em. Dạ dạ. Dạ em gửi lời cảm ơn tới anh chị, chúc anh chị làm ăn phát tài. Sức khỏe, nhiều sức khỏe. Dạ, chị cũng cố gắng bán sớm và về với gia đình ha. Dạ dạ. Dạ, chào chị ha. Dạ, cảm ơn. Dạ dạ. Còn như cũng 500 800 ngàn không bà cô bác. Là đây có cô này. Là đây cô này coi còn cá không để mua đó anh hai. Sao chụp ha, vậy cân cho em đi. Rồi con nào khỏe ha. Bây giờ trong chợ cũng hết cá rồi. Còn mấy con cá này còn có duyên. Thôi mấy con yếu quá. Không mấy á. Gì em? Chị đó, bà ké lấy rồi. Nghe sần quá, con kia mới sần quá kìa. Đưa ra chị ơi. Sần quá, xuống sống không nổi, tội nghiệp quá.
bốn cái lưỡi đó chị, bỏ một con đó là bốn cái lưỡi. Lấy rồi giới thiệu 5 ký luôn đi. Thôi thôi được. Nhiều chị? Chị hả? 24, 24 với 30 là 270. Thôi 30 đi. Rồi rồi, cảm ơn chị. Dạ. Hôm đi nha. 2-3 chị. Đây nãy giờ 10 triệu phóng xanh của anh hai chị hai của Phong á, thì ở đây còn được 1, 2, 3, 4, 5, còn được 570 ngàn mời cô bác. Chị sẵn con mượn 1 triệu đi mà. Đây cũng hết, mua chợ rồi đang gần như là hết cá luôn anh đồng bọn các bác. Này ơi, dạ. Cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe. Dạ. Dạ. À, bữa nay phóng sanh thì anh hai chị hai của em cũng nhờ anh hai bên vợ Phong á, để chở cá như hôm bữa không chở chim á, thì những việc làm của anh chị á, là giúp rất là nhiều bà con xây đường, làm đường, xây nhà, thì giúp bà con mổ đồ với giúp nhiều bà con khó khăn nữa. Thì ở đây những việc làm của anh chị rất là quý ông bà cô bác. Thì anh hai có gửi anh 1 triệu ha. Dạ dạ. Phụ tiền xe cộ. Dạ dạ dạ. Cảm ơn ông bà cô bác. Cảm ơn anh hai đứa em, hai đứa em. Dạ. Cảm ơn anh hai giúp cho em ha. Dạ dạ. Dạ. Anh hai mừng lắm. Dạ, cảm ơn anh hai của em đi. Anh hai. Dạ, cảm ơn anh hai có Nguyễn Phong rất nhiều. Dạ dạ. Thôi bây giờ mình tranh thủ đi phóng sanh anh. Dạ dạ. Rồi chắc nha, thắng cái lọt đất á. Anh đây ông bà cô bác ơi, hiện tại cũng đã tới sông Long Khê ông bà cô bác. Cô chú anh chị ơi, sắp tới địa điểm rồi. Những chú cá đang chờ được phóng sanh về với dòng nước để tìm lại cuộc sống ông bà cô bác. Đây, hiện tại đã tới địa điểm để phóng sanh ông bà cô bác. Đây là dòng nước lớn, thả cũng tiện nè ông bà cô bác ơi. Thì cũng cầu nguyện cho tất cả cô chú anh chị ông bà cô bác là luôn có nhiều sức khỏe. Ở bên này không biết sau cái hôm bữa làm mộ, phụ mộ cho bà cố Phong á, trộn bê tông bây giờ cái lưng nó không còn được, không được luôn bà cố á, nó nhức quá trời à. Nè, để cho chính cúng đàng hoàng nha, chứ không anh đó đổ không, không, không mình đổ đâu, để đem vô xuống sẵn đổ. Để cho đi xuống. À, địa điểm này dễ thả nè, quá trời. Rồi, có cái thềm này dễ, cầm đi em. Em đưa em cái dốc này nó khó đi lắm. Dốc này đi xuống thì chạy thôi. Xem chút ăn ngoài luôn rồi. Trời ơi, mấy ông chú nhìn dữ rồi. Nhìn luôn, đem cái lưới là chết chết luôn á. Thầy vô ra ngoài xong rồi. Đứng trên mà chuyền xuống con được rồi. Xuống luôn hai ơi. Bịt lên lớn nhỏ quá trời. Này nặng nặng lắm ha chị hai. Nó chết.
sát mé đi. Để coi chừng phát hiện á. Sớm. Rồi, cái này nặng dữ anh hai. Này phải che lại để nó nhảy. Ủa, nặng dữ à. Cụp xương sống rồi vậy hai. Xả nước đi. Để đổ mình. Đấm rồi. Giờ dở đít lên luôn đi nha hai. Rồi đi bên đây để nước chị trơn chị bay xuống rồi ạ. Quá. Khủng khiếp luôn à. Là bình thường. Dạ. Ở bên này mình mua chúng cũng cô bác cũng bán rẻ. Còn này thua luôn. Để chế nước rồi chị hai. Đến đây nè. Chế. Ủa, con giỏ à chị hai ơi. Con giỏ à. Chế nước rồi chị hai. Rồi mình kêu xếp đẳng đây rồi mình đi xuống tìm. Ôi ơi, cái này còn trên 50kg á. Con thật nha chị hai ơi. Xuống đi chị hai. Xuống trước đi mới xuống được. Ủa trời. Rồi. Đó mẹ. Rồi. Mình à niệm Phật á. Quy Phật, quy pháp, quy tăng thả được mà. Kiết cha tất này và ta bà ha. Rồi những mấy chú cá này nghe kinh này. Rồi. Giải thoát cho những chú cá phù hộ cho gia đình đi. Chú hai với cô hai nó được bình an. Dạ. Bình an và khỏe mạnh. Tà mang thuận lợi và vui vẻ, gia đình lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn. Rồi, thả không mời cô bác. Làm ăn thuận lợi. Cấm luôn. Bịt mũ để trên, để chút gom lại vậy. Bây giờ mình vừa thả vừa nói con. Quy Phật, quy pháp, quy tăng. Tại những chú lương. Không đọa ngã quỷ. Mới đi. Tâm nha. Mô Phật, đi đi. Trời ơi, cá, không đọa ngã quỷ, không đọa. Đi trời. Còn đây là những chú ếch đồng. Đây. Xuống luôn. Quy Phật, quy pháp, quy tăng, không đọa địa ngục, không đọa ngạ quỷ, không đọa súc sanh nha. Lương tiếp ông bà cô bác. Rồi, quy Phật, quy pháp tăng, không đọa địa ngục, không đọa ngạ quỷ, không đọa súc sanh. Quy Phật, trời ơi, cao quá mẹ. Rồi, xuống cái là bơi, thả ra liền. Một đây là một bịch cá kèo. Thả đem xuống kia kìa con, lắc mấy cái thùng nó xách ra kia thấp kìa. Cá kèo đây. Rồi. Bơi. Đó. Mà còn sót không bà các bác? Không đoạn hả? Nhà. Quy Phật, quy pháp, quy pháp. Quy Phật, quy pháp, quy không đoạn nghèo địa ngục, không đoạn nghèo quỷ, không đoạn súc sanh. Đây những chú lương cao. Đó trời lương. Đi đi anh ơi. Vô. Xuống luôn. Những chú ếch. Đây bịch lương tiếp theo. Rồi xuống luôn con. Rồi cá lóc luôn. Súc sanh. Rồi. Này có nhiều phòng thấy. Đi rồi bay xa đi cao đó mấy chú ếch đi đi đó. Quá trời chưa. Rồi thả luôn bà cô bác. Mô Phật. Mà trời đất. Bơi bú đu xua luôn. Đây, bịch cá lồng vòng. Nhẹ nhẹ nó con, lại kia. Này cả ngàn con không bà cô bác? Ở mấy ngàn cái bãi con. Ngay đây mình lại cái bãi thấp kia kìa, hạ à. Nó xuống đi con. Cái này dạ. Nó nhỏ quá, đừng có chút cao quá nó. Cứ lại cái bãi kia đi. Sát sát đây nè. Sát sát đây. Ê. Rồi. Rồi ơi. Rồi, ngon cơm. Đó, ông bà cô bác. Bay đi xa, bay đi cao đi nha. Bay đi nha. Rồi, tới những chú cá. Cái này chú cá bự á. Cha mày mấy con này sao mày đẻ vậy nó lấy mày.
quá trời quá đất, quá xanh đẹp. Khủng khiếp luôn. Thôi, thả qua. Rồi. Rồi, không đo địa ngục, không đo ngạ quỷ, không đo súc sanh. Đi đi con, về với thiên nhiên đi. Rồi, tẩm tẩm luôn. Còn một con sót lại. Bơi luôn. Rồi. Chị hai hết mình luôn. Thôi, chưa kịp thả là nó phóng trước rồi. Rồi, quay đây em. Sao nói vậy ta? Như thật khi sát khi ta không gọi địa ngục, không gọi ngạ quỷ, không gọi xuất sanh cái này đi ra. Tại vì thiên nhiên cái này đi. Nắng. Còn một con. Rồi. Nó xuống nó từ từ nó tỉnh rồi. Xin chào, xin chào. Xuống luôn. Đây. Không đoạn ngạ quỷ. À, quy tập quy pháp quy tăng không đọa địa ngục, không đọa ngạ quỷ, không đọa súc sanh nha. Quy tập quy pháp quy tăng không đọa địa ngục, không đọa ngạ quỷ, không đọa súc sanh. Rồi làm đấy. Rồi xin tụm 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 luôn. Rồi. Rồi. Ngon cơm. Đó rồi. Không đọa ngạ quỷ, quy tập quy pháp quy tăng. Quên rồi. Không đọa địa ngục. Quá trời quá đất luôn mà cô á. Không đòi địa ngục, không đòi ngạ quỷ, không đòi súc sanh. Chúc hồi tán lạc ha. Ở đây có cây cối bên đây chút nó nhảy vô trong lùm trong bụi á. Nó trốn. Còn ông như mấy chú cá này nó bay đi cho thật xa thật. Thì các anh chị nói là giống như là mình động con nào gặp được có duyên á mình cứu mà các bác. Nhưng mà xuống đây á giống như là những chú cá chú ếch này may mắn á, có duyên được sống á, được sống dạ. Thì, còn mong với mấy chú cá những này, chú nào mà không may mắn thì cũng không sao, cũng không biết sau khi đó. Mấy chú này dạ. Thì, xong từ từ này. Nó mới nó như mới. Có cái này là phải gửi trả lại cái xô này không ạ? Cái xô này mình đem về nhà đi, về chưa chiều về ba có đi lại đằng ruộng á, giờ ba lại ba gửi. Đợi thím đó, tại vì thím nó trong cái lúc chờ đợi để cho những chú cá chú ếch chú lương này tản lạc ra mình cũng trò chuyện với cô bác một tí thôi mà. Ờ anh hai ơi, từ từ đi, nó không mới xuống rồi làm gì nó chưa có tỉnh á. Chưa anh hai qua đây nè anh hai, từ từ nó quen. Dạ, mình nó đứng ở đây để cho tản lạc đi rồi mình về chứ để nè mẹ. Hả? Đứng lên nè mẹ. Dạ. Nè, cưa mấy cái này lại đi. Này kết thúc một hành trình đầy hạnh phúc. Không mà mình hạnh lực. Vô nè anh hai ơi. Cũng cầu mong cho mấy phút cái chú cá dạ. Này nó bay nó Anh hai. Không mang mấy cái đó. Mấy chú cá này anh đi cho xa vậy nó. Rồi. Được rồi, giải thoát. Đứng xin từ đây cho tình cảm nè anh hai. Cho nó giải thoát cho mấy chú cá đi. Dạ. Và cũng cầu mong cho mấy chú cá đem lại cho gia đình của chú anh hai vậy dạ. Chú hai với cô hai luôn và cho gia đình hạnh phúc và lúc nào mấy chú cá này cũng đem lại hạnh phúc và cô chú này thả cá cũng cầu mong cho đem sự an lành và bình an cho gia đình lúc nào cũng khỏe mạnh và vui vẻ, gia đình lúc nào cũng hạnh phúc và cũng cầu mong vậy và cũng cảm ơn cô chú cũng có tâm mà cũng như thả cá phóng sanh rồi đó là cũng tốt lắm nhờ. Mừng thì vui và cũng cầu cho bà gia bà tánh là cũng được anh mình cho nó tản lạc rồi nên mình bây giờ cô bác cũng trong nước là nước thì cũng đều khỏe mạnh nha và bình an hết nha. Ông bà cô bác ơi, bữa nay thấy những cái việc làm của anh hai chị hai của Phong á là phóng sanh thả cá, đây là cũng một cái điều rất là tốt. Tại vì anh chị làm rất là nhiều điều tốt trong cuộc sống, gần như là cái này là một cái điều tốt tiếp theo nữa thôi. Giống như là tất cả những cái gì mà mang lại cái niềm vui, cái hạnh phúc, mà mang những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống đó, là anh chị đều làm hết. Thì hồi nãy Phong Nguyễn á, cũng anh hai chị hai là gửi 10 triệu mua cá, thì ở đây còn lại số tiền ở đây để Phong đếm lại. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 5 triệu là 5 triệu 700 ngàn, thì cũng hết. Hết khu chợ là hết cá luôn bà cô bác. Hết cá là hết con vật để sống để phóng sanh. Thì còn 570 ngàn thì Phong cũng xin phép là anh hai chị hai số tiền này dư để gửi cho anh hai luôn.
để gửi tặng anh hai để cho anh hai chạy thận luôn ha. À, anh hai à, xin phép mẹ ha. Dạ. À, anh hai bữa nay phóng sanh thấy suy nghĩ sao anh hai? Cũng mừng Nguyên Phong với chị Chính với ông bà cô bác. Anh hai, chị hai. Anh hai, chị hai. Phong sanh thì em cũng mừng quá. Phong với anh hai, chị hai gửi cho em 500 mấy cũng cảm ơn. Dạ, cái này là anh xin, anh xin anh chị hai là dư cái phần phóng sanh là kể anh hai. Dạ, xin phép anh hai chị hai gửi tặng cho ảnh luôn. À, cảm ơn anh hai chị hai cho 500 mấy em đi chạy thận. Dạ, là nãy là với nãy có một anh hai nữa. Anh hai là gửi 1 triệu. Dạ, 1 triệu bây giờ là tiền cá mà mua như hết khu chợ rồi. Thì những chú cá này có duyên, chú cá chú ếch chú lươi có duyên á thì được phóng sanh rồi, còn dư được 570 ngàn thì Phong cũng xin phép anh chị để gửi cho ảnh luôn. Thì chị hai cũng nói chuyện ít câu đến anh chị em với cô bác ha. Anh hai nay anh hai thả cá thì cũng vui, phóng sanh thì nó cũng vui. Giờ anh hai mua chợ thì mua cũng hết cá rồi, thả thì cũng vui. Anh hai mừng đời thì mốt được anh hai thả nữa, anh hai tặng được số tiền thì anh con cháu cũng mừng. Dạ. Yeah. Yeah. Thì thôi bây giờ thì Phong Nguyễn cũng một lần nữa cũng cảm ơn anh hai chị hai, cảm ơn ông bà cô bác Mạnh Thường Quân. Những cô chú anh chị luôn đồng hành cùng kênh Phong Nguyễn. Thì hoàn cảnh của anh hai nhờ cũng được duyên anh hai chị hai hôm bữa cũng gửi quà gửi tiền cho ảnh. Anh chở thận với hôm bữa có cô Tâm Độ với chị Hảo. Thì anh Hoàng chị Diệu nữa. Thì rất là nhiều cô chị hai đây rất là nhiều. Thôi chờ thì kết thúc chương trình các bác ơi. Để tiếp tục thì Phong đi chia sẻ hình ảnh để gửi tiền của anh hai chị hai để cất một căn nhà nữa mời cô bác. Thì hồi chào bà cô bác, chúc bà luôn bình an và sức khỏe. Xin chúc cho cô chú được nhiều sức khỏe và bình an luôn ha, cầu mong cho cô chú cũng làm ăn thuận lợi, gia đình vui vẻ hạnh phúc luôn. Rồi. Mình đem về lên.